lại 10.000 rồi đó. Là sao? Thì sáng ra vợ đi làm mới để lại 10.000 á. Để 10.000 cho ai? Cho con em. Con em ăn 10.000. Thế còn em? Em mình được 20. Ngon vậy? Sao em lại được má 20 mà con được có 10.000? Em đi làm đưa 10.000 em. Em đi làm về hàng tháng có đưa tiền vào không? Thì vợ giữ thẻ nó lấy tiền giữ rút cho giờ rồi. Em... Vậy là vợ em giữ hết tiền hả? Em đi làm là cái thẻ vợ em giữ từ rút tới tháng vợ em giữ rút cho em. Vậy là em không được đồng nào? Dạ. Chơi hết. Lạ vậy? Em đường ra thì cũng không có 1.000. Vợ rút giữ giờ em cũng... Vợ giữ hết. Dạ. Lương được bao nhiêu em không biết luôn ạ? Dạ. Ủa sao lạ vậy? Thì chỉ có thẻ vậy mới dễ. Vậy là vợ em cai quản à? Dạ đúng rồi. Thế tối về là em ngủ chung hay ngủ riêng? Em ngủ chung. Con ngủ đâu? Con ngủ với nội. Ồ. Hai vợ chồng em về Bình Dương sống lâu chưa? Để cô giới thiệu cô tên gì? Em chọn Mậu. Cô Mậu à? Mậu. Mậu hả? Có nhiêu tuổi rồi? 50 hả? 50 tuổi. Tuổi mèo hả? Rồi hôm nay cô đi về những ai đây? Về cùng với ai đây? Về thằng con trai với cháu nội. Con trai với cháu nội hả? Ồ, con trai cô nhiêu tuổi rồi? Nó 29 tuổi rồi. Ồ, 29 hả? Không lẽ bây giờ gọi biết gọi sao đây? Thôi được rồi, gọi cô đi nhá. Rồi cảm ơn cô nhé. Rồi chào em trai. Dạ. Em trai biết em tên gì? Em tên Nguyễn Văn Giang. Nguyễn Văn Giang hả? Dạ. Ồ, Giang nhiêu tuổi rồi? Em 29. Em nguyên quán ở đâu? Em ơi, chợ mới An Giang. An Giang luôn hả? Vậy là em đang sống ở An Giang hay sống ở đâu? Em đang sống ở Bình Dương. Ồ, Bình Dương hả? Ồ. Vậy là hôm nay em đi với mẹ? Dạ. Với con gái hả? Dạ. Con gái em nhiêu tuổi rồi? Em 4 tuổi. 4 tuổi hả? Sinh gái vậy? Em được mấy người con rồi? Em 1. 1 hả? Con của em giống ba, giống mẹ? Giống như nội. Giống ai? Anh thấy không giống em mà không giống vợ em. Dạ, ngoài giống nội. Ồ, kỳ ấy. Xin gái nào. Ừ, giống mẹ thì không đẹp đúng không? Em lấy vợ lâu chưa? Em có được 60 năm rồi. 60 năm hả? Mình có cưới không? Dạ không. Kỳ ấy. Trước em có vợ chưa? Dạ, chưa. Chưa vợ mà sao mình không cưới? Trời. Ôi. Bây giờ em sẽ theo. Vợ theo em. Dạ, ngon vậy. Sắp trời. Em còn mối nào không? Mối ngon ấy. Yeah. Vậy là em dụ vợ đi theo luôn hả? Dạ. Yeah. Oh, em nói chuyện với con gái có hay không, ngọt ngào không? Dạ, cũng được. Em thử nói chuyện, ví dụ anh là con gái đi, em dụ anh xem nào. Để anh nghe xem hợp lý không nào, xem để anh học. Em nói chuyện đi. Mới quen thì anh nó mới quen đấy. Mình mới quen nhau hôm nay đi uống nước này, đi uống cà phê này, uống trà sữa này. Ừ. Rồi em dụ anh như nào. Tôi hỏi em có cần gì không, anh mua. Anh có à, em có cần. Dạ, cần gì anh mua. Cần đi mua, bây giờ em cần có cái anh có mua được không? Mua nổi không? Được không? Những gì em lo được thì em lo. Ờ vậy hả, thế bây giờ mình đi luôn nhá. Được không? Được không? Gì vậy? Tội cho con. Ok vậy. Này, tán gái này chưa đúng bài em ơi. Này chưa đúng bài đâu. Tuổi tin bây giờ là phải uống trà sữa trước. Không. Dạ, không có, là sữa thì cay, nhà nào thì cũng quen. Vậy hả? Ồ, thế thì trước em quen vợ lâu không? Bao nhiêu thời gian là vợ đi theo em luôn? 4 năm ngày. 4 năm ngày hả? Dạ. Lâu vậy? Quen mãi 4 năm ngày. Đẳng cấp này. Lúc trước là em có dễ thương hơn bây giờ không? Dạ, cũng dễ. Ồ, lúc trước nhưng mà ăn mặc cũng có đẹp trai hơn được không? Cái áo này em mua ở đâu mà đẹp vậy? Số chữ đẹp đấy. Dạ, em mua luôn. Vợ mua? Dạ. Vợ mua thế hôm nay em tìm ai? Tìm vợ. Kỳ ấy. Ồ, thế vợ đi lâu chưa? Đi bữa thứ hai à. Bữa thứ hai? Dạ. Hôm nay thứ sáu? Dạ. Ồ, vợ em đang làm công việc gì? Làm công ty về da. Ở đâu? Ở Phú Chánh. Phú Chánh hả? Tân Nguyên. Dạ. Thế còn em? Em làm ở Sắp Hồng Ba, công nghệ Sắp Hồng Ba. Sao mình không làm chung em? Tại công ty không còn nhận nữa. Không nhận mình phải dáng hai vợ chồng làm chung một chỗ là nó sẽ thuận lợi. Dạ. Cái thứ nhất là mình trông vợ được. Mình xem có ai thăm dò vợ mình không là mình biết rồi. Dạ. Chứ mình ở xa này là nhiều khi đâu có biết được. Vậy là em làm một chỗ, vợ làm một chỗ là lâu chưa? Em lâu, anh cũng gần hơn năm. Hơn năm hả? Vợ em lương có đem về đều đều không?
Lương thì em cũng không biết, tại vì bả Lương em nó vợ em không đưa cho em coi. Không cho coi luôn hả? Tại sao? Biết em hỏi thì nó nói em đã đưa bao nhiêu triệu và thế nào vậy? Hỏi lý do. Em hỏi Lương nói. Ồ vậy là nghĩ cái cách nhặt nhặt rồi, xin nghĩ cách nhặt rồi. Rồi em kêu đưa Lương cho anh coi, không đưa. Coi bảng lương mục đích chính là mình biết là ngày công có đi hay không. Dạ, đúng rồi. Em ạ, trước mình không coi tiền. Dạ. Mình coi là người ta chấm công là ngày nay tháng này của ông A bà B là bao nhiêu công, bao nhiêu tiếng. Dạ đúng. Đi coi công thôi. Ồ, mà vợ không cho coi hả? Không cho coi luôn. Là từ khi vợ đi làm giờ không cho coi. Em không có bảo lương nào luôn. Ủa trời đất. Không được coi là nào luôn. Dạ. Ồ. Còn vợ là làm một tháng bao nhiêu em cũng không biết. Em không biết. Thế là ai nuôi con? Em cũng nghĩ như là nội. Ơ, thế vợ em làm lấy tiền để làm gì? Em không biết. Kì vậy? Sáng ra làm đưa cái này 10 ngàn rồi đó. Là sao? Vì sáng ra vợ em đi làm để lại 10 ngàn á. Để 10 ngàn cho ai? Cho con em. Con em nó ăn 10 ngàn. Thế còn em? Em được 20. Ngon vậy? Sao em lại được mãi 20 mà con được có 10 ngàn? Tại em đi làm đưa em 10 ngàn em. Em đi làm về hàng tháng có đưa tiền vợ không? Thì vợ em giữ thẻ nó lấy gì giữ rút cho em. Ơ? Vậy là vợ em giữ hết tiền hả? Em đi làm là cái thẻ vợ em giữ từ lúc tới tháng vợ em giữ lúc cho em. Vậy là em không được đồng nào? Dạ. Trời ơi. Lạ vậy. Em lương ra thì cũng không có ngàn. Ơ vợ em giữ giờ em cũng. Vợ giữ hết. Dạ. Lương được bao nhiêu em không biết luôn à? Dạ. Ủa sao lạ vậy? Thì chỉ có thẻ. Vậy nó mới về. Vậy là vợ em cai quản à? Dạ đúng rồi. Thế tối vợ về là em ngủ chung hay ngủ riêng? Em ngủ chung. Con ngủ đâu? Con ngủ với nội. Ồ. Hai vợ chồng em về Bình Dương sống lâu chưa? Đúng 2 năm rồi. Trước đây vợ em đã từng có chồng chưa? Có. Ôi giời, hay. Ê, Hồng ơi. Ông ơi là ông. Giờ mới tén ngựa nè. Này thua rồi. Có mà thôi rồi, là giấy kết hôn thôi đó chồng. Nhưng mà có con chưa? Có. Cũng có con luôn. Gọi con riêng đúng không? Dạ. Ui trời nha, em đẹp trai này mà sao em không quyết kiếm gái chưa có chồng? Lý do? Em tính là kiếm nhưng mà em sợ về con em kia khó. Là sao? Là lúc trước nè. Lúc trước chưa lấy vợ kìa. Sao em không kiếm những người nào chưa có chồng? Chứ tại vì em chưa biết. Nó không nói em, lúc... ra là tự nói. Ôi vậy? Em ở với nhau bao nhiêu thời gian này em mới biết là hàng này đẻ rồi. Con trai không biết đâu. Không biết luôn hả? Trời ơi. Ôi trời. Em nói thật đấy hả? Dạ. Em nói thật. Dạ. Là từ khi lấy vợ em cũng không biết là vợ có con rồi hay không? Dạ. Trời đất quỷ thần ơi. Giấu không nói em biết. Ôi giời ơi, giấu bằng mắt em ơi. Giấu gì mà giấu. Phụ nữ mà sinh con rồi thì giấu ở đâu? Trời ơi. Ôi giời ơi, thế là từ trước em yêu ai chưa? Từ ngày em lớn đến giờ phút này em yêu ai chưa? Cũng có nhưng mà... Tự thử chưa? Em bảo mà. Ừ nhưng mà được thử chưa? Thử đâu mà không biết hả? Không phân biệt được luôn hả? Ồ, em ăn cơm ngoại với cơm lóng nó có giống nhau không? Cơm hôm nay bữa lóng ăn ngay và ngày mai ăn em nó khác nhau không? Phân biệt được không? Hay giống nhau hết? Em thấy có giống nhau không? Không. Không giống nhau. Chính tỏ là biết này, biết mưa biết nắng này. Ô trời. Thế là lấy vợ. Vợ sinh mấy đứa con và có chồng hay chưa chúng không biết. Thế khi nào này em biết? Em có bầu cái này mới nói em. Ôi giời, ôi trời. Vợ lại nói em, lại vợ em bỏ em đi con em nữa. À vợ để có bầu mới nói chuyện nữa hả? À, em cũng chấp nhận luôn. Trời, cao thủ đấy. Thế là con riêng vợ đang đâu rồi? Thua ấy. Ai nuôi? Bà ngoại luôn, còn đây bà nội luôn. Yeah. Tối ý, là ngủ chung, hai vợ chồng ngủ chung là em thấy vợ có thương yêu mình không? Em không có, làm ôm nhá. Ôm cứng ngắc luôn. Yeah. Là em ôm vợ hay vợ ôm em? Hai đứa luôn. Hai đứa ôm nhau cứng ngắc luôn. Lại ôm vậy có thở được không? Trời. Là ôm xong là cứ vậy ngủ sáng sáng đấy. Dạ. Yeah. Vợ có hay nhắn tin cho người khác không? Tại em không có lục điện thoại. Em không lục nhưng mà em có xem hay nghe lâu lâu mình nhìn trộm không? Không
cứ để cho vợ tự tung tự tác luôn, muốn nhắn muốn gọi cho ai thì gọi, mình không quan tâm đúng không? Đúng không? Thì anh tin tưởng vợ quá, em nghĩ là nó chắc không có người này kia đâu. Ồ, em có tìm hiểu vợ em trước tại sao có chồng và chồng tại sao bỏ không? Không, anh không ai nói. Không ai nói gì luôn. Dạ. Sao em lấy vợ mà em không về tìm hỏi ba mẹ vợ hoặc gia đình bên vợ hoặc những người hàng xóm? Em hỏi thì không ai nói, hoài cũng nói. Giấu luôn hả? Bí mật đúng không? Bí mật đấy. Nhưng em tỉnh quá, em tỉnh quá. Thế bây giờ em đã phân biệt được gái có chồng và chưa có chồng chưa? Bây giờ nếu mà thả ra một cô gái khác em đã phân biệt được chưa? Được. Chắc không đấy? Dạ. Anh không tin đâu, anh không tin là em biết đâu. Trời đất ơi. Em hiện nay là lương tháng một tháng trung bình khoảng mấy triệu? 9 triệu. Nhiều vậy? Em cứ máy mình xây. À vậy ngon á. Vậy hôm nay nghỉ hả? Dạ. Hôm nay nghỉ mình có bị trừ tiền không? Dạ có. Thế là giờ vợ em đi đâu rồi? Thì còn nhắn tin với em thì cũng nói với em mà. Vợ nhắn sao? Em hỏi chỗ nào thì vợ em không nói. Ờ. Nói em tại vì em buồn gia đình nó mới đi. Em buồn gia đình? Dạ. Em có để cho vợ buồn cái gì không? Mà em không có để gì buồn. Ờ. Hay là tối em ngủ em không ấy? Có. Em có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh. Thật không? Hai ba ngày là làm điếu đúng không? Dạ. Thế là được, trung bình những được, tuổi này như vậy là ổn rồi. Nhưng mà hay là vợ muốn hơn nữa hay là vợ không muốn? Mình có tìm hiểu không? Mình có bao giờ hỏi tâm lý của vợ không? Là anh làm như thế này được chưa? Em có hỏi không? Thế là lăn quay vào ngủ luôn à? Yeah. Đấy, vậy là thua rồi. Vậy là thất bại rồi. Đấy, mẹ em đang cười à. Vậy là thất bại rồi. Ê, khổ rồi. Vợ em đi mấy lần rồi? Mới một lần. Mới một lần đấy hả? Vợ em đi là có đem xe hay đem tiền đi không? Có, anh xe điện thoại. Tiền là có bao nhiêu lấy hết? Dạ. Xe gì? Chiếc Alac à. Alac hả? Cũ hay mới? Mới mua được 2 năm. Năm dạ. Biển số mấy? 18 à. 68 gì nữa? 68K1. 68K1. 23755. Dạ. Màu gì? Màu đỏ đen à. Đỏ đen. Xe này khoảng mấy năm rồi? Đời mấy? Đời 2018, 6 năm. Đó, xe đầy cũ đúng không? Dạ. Yeah. Ồ. Màu đỏ đen hả? Dạ. Yeah. Alac 68K1. Yeah. Bao nhiêu? 23755. Yeah. Ồ. Vợ trước khi đi là em không biết đâu. Sao anh xé ra nó đi làm rồi đi luôn. Đi làm là bắt luôn, bắt hút con mẹ lươn luôn. Dạ. Yeah. Ồ. Trước là vợ em ở nhà là có quan tâm đến con không? Cũng ít à. Cái vậy? Còn nhiều anh hỏi mà, nhưng cũng vừa rồi là nói nhổ mà. Vợ em bấm hỏi xuống không à? Vợ bấm điện thoại hả? Dạ. Vợ hay bấm điện thoại không? Dạ hay à. Vợ ăn mặc đẹp không? Dạ. Vợ thời gian gần đây ăn mặc đẹp không? Đúng rồi. Có xịt nước hoa này. Có à. Mua kem phấn bôi liên tục không? Có à. Liên tục luôn hả? Dạ. Quần áo có ship online hay shipper giao liên tục không? Có luôn. Có luôn. Rồi. Nhưng mà những ngày gần đây là em ngủ chung với vợ là em có thấy vợ có cái gì sai không? Khác không? Em cũng không. Không phân biệt được luôn. Gần đây là vợ có cho mình ấy không? Cũng cho thường. Bình thường nhưng mà cảm giác sao? Là buông tay ra hay là co tay vào? Hả? Dạ. Vợ là lúc bây giờ là tay để đâu? Tay nó cũng như ngủ. Hả? Tay thẳng đuốn luôn à? Rồi đấy. Thế là hiểu rồi. Em nói thật hay không? Thật. Em nói nghiêm túc hả? Tại sao anh lại phải hỏi em như vậy? Mục đích chính anh hỏi em như vậy để anh biết là vợ em đã chán hoặc là không có tình cảm với em lâu chưa? Em ạ, nhá. Ừ. Chứ còn cái việc đó là việc của em. Anh cũng không phải điều tra, nhưng anh hỏi để biết thôi. Ừ. Thế bây giờ là em thấy như thế này ấy. Em mong muốn tìm vợ em để làm gì? Thế thì lo cho con. Lo cho con, từ trước thì bọn em có lo đâu mà giờ phải lo cho con. Tại sợ lớn lên nói con mẹ. Hả? Sợ lớn lên, con lớn lên thì nó nói rồi con không mẹ. Mẹ bỏ đi cha gì kia, nó tạo nghiệp đó. Con không có mẹ hả? Dạ. Anh thấy con em phải là một đứa trẻ phải lo được. Anh nói thật nghiêm túc, rất xinh gái. Trắng, khuôn mặt đẹp, bỏ chân tay dài. Nếu mà con em mà được đào tạo bài bản nay mai ra là có thể là
cống hiến rất nhiều cho xã hội. Anh nghĩ rằng như vậy. Có cái mắt đen sâu mà rất sáng, khuôn mặt rất đẹp. Mà vợ em lại không thương, mà vợ em lại bỏ đi đông trong giai đoạn này. Vậy là hàng ngày vợ em cũng ít chăm sóc con đúng không? Có bao giờ vợ em chở con em đi chơi không? Có thì em chở hai con đi chơi vòng. Chứ tự vợ em là không chở đi đúng không? Em có bao giờ tự động tối cuối tuần hay một ngày nào đó vợ chở con đi chơi du lịch hay để đi cà phê đi trà sữa không? Có, anh có đi vòng vòng uống này kia đó. Vợ thấy vợ có vui vẻ mà thích thú không? Hào hứng không? Dạ cũng có anh. Những ngày gần đây ấy, vợ em có bao giờ chia sẻ với em là vợ sẽ bỏ đi hoặc sẽ kiếm công việc khác không? Có anh, nhưng ngày em tới là vợ em nói chơi. Ồ, không có chơi đâu, phụ nữ không nói chơi em ơi. Phụ nữ là người ta nói thiệt. Chỉ có đàn ông nói hăm là đông nói chơi rồi, phụ nữ là người ta làm thiệt luôn. Vậy là vợ em nói chuyện mấy lần rồi? Hai lần vậy? Hai ba lần luôn hả? Lâu mới nói 1 lần. Thì đúng rồi, lâu mới nói 1 lần. Lâu là ăn cái hàng kia vào thì mới nói 1 lần thôi. Vậy là vợ em trước khi đi này thì vợ em có nhắn gửi gì cho em không? Không, đi lại đi luôn. Hả? Đi là không nói thế nào. Không nói thế nào luôn. Đến giờ phút này vợ em có nhắn điện thoại, nhắn tin hoặc gọi điện cho gia đình không? Có nhắn gì không? Không, anh em điện về vợ sáng về vợ nói bả không biết luôn. Không, anh đang hỏi em. Từ khi vợ đi đến giờ phút này, em và vợ là hai người có nhắn tin hoặc qua lại trao đổi mà vợ em bảo là tôi không về hoặc tôi không đi không? Vợ em có nói gì không? Có, nó chặn em anh, chặn luôn. Vậy là vợ em không phản hồi gì? Dạ. Vậy là vợ em không có nhắn tin trả lời em đúng không? Dạ, chặn luôn. Giờ phút này em có biết vợ đi đâu không? Không. Không luôn hả? Theo em thì vợ đi đâu? Em cũng nghe nói cái người trong công ty á nói là nó muốn chọn thằng đó, muốn chọn cho nó làm vợ con trả á. Thằng đó là thằng nào? Thằng bồ đó. Ồ. Vậy là thằng bồ này từ khi làm công ty rồi? Dạ, thằng đó cũng có vợ luôn rồi, có con luôn rồi. Ừ, làm công ty rồi, em ạ. À. Có thể là họ gần đấy, hoặc là biết vợ em lâu rồi từ khi làm công ty rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Chẳng qua là em không hiểu. Em tin quá đúng không? Dạ đúng rồi, em tin tưởng quá. Bây giờ này, theo anh này, tìm vợ là tìm anh em sẽ giúp. Ừ, giúp là giúp. Mục đích chính là để hy vọng là vợ em về để con em có mẹ. Nhưng mà anh không hy vọng, nhưng anh không kỳ vọng trong cuộc tìm kiếm này nhé. Vợ em tuổi trẻ mà vợ em trước đây đã có chồng có con mà vợ em đánh lừa em nha. Thà rằng vợ em khi bắt đầu quen em, vợ em chia sẻ thẳng thắn là tôi đã có chồng, tôi đã có con, anh có đồng ý thương tôi hay không, đó là cái chuyện khác. Nhưng mà đến khi mà thả mà có chứng rồi ấy, bụng to rồi mới chia sẻ là chứng tỏ vợ em không thành khẩn ngay từ tập đầu đúng chưa? Đó. Còn đến giờ phút này là vợ em âm thầm mà đi như thế này là chắc chắn là anh em đây nghe không hài lòng. Và điều kế tiếp đó là em đi làm về hàng tháng lại vợ giữ thẻ, mình là chủ gia đình đúng không, mà để cho vợ giữ thẻ có bao nhiêu mà vợ lột sạch, mà của vợ thì không công khai mà của mình thì vợ biết đúng không? Vậy là không hợp lý đúng chưa? Lẽ là đồng ý cho vợ giữ nhưng với điều kiện hai vợ chồng phải công khai là lương của anh cần này, lương của em cần này, hàng tháng em chi trả, em xài bao nhiêu, còn bao nhiêu để dành sau này nuôi con. Nhưng mà vợ em âm thầm là cuốn gói anh, nếu mà em nói chuyện đúng như thế nha là anh thấy là vợ em không được, còn trừ giả em nói sai. Em nói đúng hay nói sai? Em đúng rồi. Thế tại sao mà trước đây là vợ em giữ thẻ của em, em có chưa chia sẻ cho mẹ hoặc là cho gia đình không? Không nói gì luôn, giấu hả? Ồ. Thế là em chia sẻ thật với gia đình là vợ em đã từng có chồng có con lần nào chưa? Em có rồi. Mới hay lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi là từ khi ở với nhau rồi mới chia sẻ đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà bây giờ tìm mà vợ em không về, em có buồn không? Có. Lý do sao buồn? Tội cho con em lớn lên, người ta nói là đồ không khỏe, mẹ có con em trai, thấy tội. Thôi thì đồng ý là tội rồi đó. Anh nghĩ là tuổi em còn rất trẻ, em lợi thế là hiện nay là em có mẹ, đặc biệt là mẹ em cũng chăm sóc nó từ nhỏ giờ phút này rồi, đúng không? Yeah. Đó. Vì vậy cho nên là bây giờ thì trước mắt là gửi bà, là gửi mẹ em, gửi gia đình, em tiếp tục công việc. Yeah.
Còn vợ em về, quay trở về mà biết sai, biết sửa đổi là cái tốt. Còn không biết sửa đổi thì Vietnam Airlines kính chào quý khách. Em đi máy bay bây giờ chưa? Chưa hả? Em có biết là nhân viên tiếp viên hàng không là Vietnam Airlines kính chào quý khách chưa? Nghe không? Nghe hả? Chưa nghe thì hôm nay nghe, mà nghe rồi thì nghe tiếp. Nếu em chịu thương chịu khó mà em ngoan ngoãn hiền lành thật, anh nghĩ rằng chắc chắn là sẽ nhiều người phụ nữ người ta thích em nhé. Người ta sẽ chấp nhận đồng hành với em để nuôi con. Anh nói nghiêm túc đấy, nhưng quan trọng là em phải chịu khó. Nếu em cứ chịu khó đi làm hàng ngày, em đưa tiền cho vợ giống như thế này nha, thì anh nghĩ là nhiều người phụ nữ người ta sẽ quý mến em. Đó, mà con của em, đặc biệt là con gái nhìn rất dễ thương, mà không phải nặng gánh, là đặc biệt là hiện nay là có bà nuôi rồi. Em cũng chẳng phải lo gì cả em ạ. Chứ còn vợ em thì tìm thì đồng ý là tìm rồi đó. Còn về hay không thì anh nghĩ rằng là khó. Ở đây là anh muốn tư vấn sâu hơn về tất cả mọi mặt. Cái nhất là tìm giúp em, còn không tìm được thì sẽ như thế nào, mình phải có phương án này mà. Chứ mình cứ bỏ công bỏ việc âm thầm mà mất ăn mất ngủ, mà mình cứ suốt ngày buồn giàu này là đúng chưa, là thậm chí mình bỏ cha bỏ mẹ mình luôn ấy, bỏ con luôn ấy. Em ạ, mình đàn ông mình phải mạnh mẽ. Thứ hai vậy em có ăn uống gì đâu? Ồ, từ thứ ăn thì không ăn. Tại sao không ăn? Ăn là nói chén buồn quá, ăn không nổi. Buồn sao mình không vui để mình chuyển mình lên người khác mà mình phải buồn hả? Sao không vui chuyển mình lấy vợ khác? Em có mong muốn là mình lấy vợ khác không? Dạ, không có. Để có vợ khác cho quên vợ em. Cho quên vợ em. Bây giờ anh sẽ tìm cho em một cô gái làm cho em sẽ quên, được không? Được không? Anh cho em hiền lành thật, hiền. Người đàn ông này vô cùng hiền, hiền thật. Bây giờ ấy, dù rằng vợ em về hay không về nha. Em hãy nói chuyện rõ ràng, nói chuyện lớn tiếng này. Em ơi, em đang ở đâu, em quay trở về để cùng anh nuôi con. Còn nếu em không về, em nói chuyện với anh để anh biết nha. Rồi em nói chuyện lớn tiếng lên. Em ơi, em có về thì vợ chồng lo làm, lo cho con. Còn nếu em không về thì nhắn tin nói anh tiếng để anh biết. Anh còn thương em không? Mình còn thương vợ không? Còn, em còn thương vợ. Thương nhiều không? Em cũng nhiều. Nhiều hả? Trước đây thương mười, bây giờ thương mấy? Cũng chín nè. Ui giời, trời ơi, nhiều vậy. Trước đây mười giờ ba thôi, xong rồi về là nếu mà có tốt thì mình tăng lần 35-40. Trời ơi, trước mười bây giờ một phát 19 luôn. Em mà là thầy giáo thì chắc nhiều đứa không dốt, vì điểm thấp nhưng mà em chấm điểm cao là người ta tưởng là người ta giỏi em ạ. Mình chấm điểm thấp thôi, chấm này thua rồi. Thế là theo như em ấy, là em chấm người phụ nữ là vợ của em ấy và những người phụ nữ hàng xóm ấy, em chấm vợ em được mấy điểm? Theo em chấm được mấy điểm? Cũng 5-6 rồi. 5-6 hả? Anh nghĩ là 3 thôi. 6 là nhiều, 5-6 là không được đâu em ạ. Vì vợ em không quan tâm đến con, không quan tâm đến chồng, và làm bao nhiêu lấy hết bấy nhiêu. Và mỗi một buổi sáng là bố thí cho chồng 20 ngàn nha. Mà trong đó tiền của mình thì không công khai. Đúng chưa? Thế là không được điểm nào đâu. Và em là chỉ được một điểm thôi, chứ không có 5-6 ở đâu mà nhiều ấy. Đúng chưa? Em có mong muốn là hôm nay hy vọng là sẽ tìm và sẽ gặp được vợ em không? Dạ, em cũng muốn tìm với em cái chuyện như gỗ đèn. Tại đi không nói anh tiếng nào. Đi không nói tiếng nào hả? Lần này về nói là em đi luôn thì em nghĩ sao? Em mới chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn hả? Nói với em. Chấp nhận. Ngay hôm nay em về em ăn mặc phong cách theo như kiểu thanh niên. Nha, tìm hiểu. Ví dụ như cắt tóc này, móng tay móng chân này, gọn gàng sạch sẽ này, tiếp tục công việc. Còn công việc thì cũng là đều là công việc, miễn sao công việc trong sạch em ạ. Nha. Nhiều tiền hay ít tiền là quan trọng là mình có giữ được hay không em ạ. Nha, chứ đừng có nghe người ta bảo tôi làm tháng mấy chục triệu, ông nghe làm mấy chục triệu mà ông chỉ có mấy triệu. Kệ người ta. Nha. Miễn sao mình có cuộc sống ok là được. Đúng. Em ạ. Nhưng mà anh thấy là em về sửa cái tóc cho đẹp. Ngon lành.
em cứ 15 ngày em đi sửa cho anh một lần, 50-70 ngàn, 100 ngàn à, đẹp trai ngay, chịu khó đấy. Thế là từ 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 là có nhiều người phụ nữ người ta quý mến mình, đúng không? Ừ. anh thấy em là hiền lành đó, mà không biết là vợ em sao lại bỏ em uống vậy. Dạ, em không hiểu. Ừ. Mình có bao giờ làm gì sai với vợ không? Dạ. Chắc chắn không? Em có nhậu không? Không ạ. Em có chơi không? Có bạc không? Không luôn. Em chỉ là làm. Quê em này em có đá gà không? Không, mới đó em chơi. Đá banh không? Không. Em có bao giờ bỏ vợ đi đâu tối một mình không? Dạ, không. Không luôn. Ngon đấy. Vậy mà vợ không thương hả? Dạ. Rồi cảm ơn em nhé. Đâu bây giờ chào cô. Cô hãy nói chuyện lớn tiếng mà nói rõ ràng, nói theo như gia đình hiện nay đang suy nghĩ. Cô hãy làm sao để cho con dâu cô xem được tâm tư nguyện vọng của gia đình hiện nay. Để nếu mà đúng thực sự mà con dâu cô không về thì phải báo cho gia đình, mà về thì cũng phải làm sao để cho gia đình biết và có thể thông cảm và bỏ qua. Giàu ơi, có chuyện gì con về nhà đi, mình gia đình mình giải quyết cho Giàu. Đừng có bỏ con thì tội nghiệp với Giàu. Có gì gia đình mình giải quyết, mẹ con mình nói chuyện. Có thể là thiếu tiền hay thiếu nợ ai đó thì con về con nói thiệt đi. Rồi đằng này á, ba mẹ đồ gian đồ á, lo là mà trả người ta. Rồi về đừng mà lo cho con, cho chồng. Chứ mẹ bệnh hoạn hoài, mẹ cũng có lo được ngày nào đâu. Con về đi. Hôm nay ấy, cô cùng con trai cùng với cháu nội của mình về đây nhờ anh em ở Bình Dương tìm này. Cô có hy vọng là sẽ tìm mà và con dâu cô sẽ quay trở về không? Thì tìm là tìm, gặp mặt để hỏi coi nếu mà còn thương chồng thương con á thì chồng con chấp nhận cho về, còn nếu mà không còn thương nữa thì nói một tiếng. Ừ, bây giờ á con không còn thương chồng thương con thì con cứ việc ra đi. Đằng này á Giang sẽ nuôi con của con. Bé gái này thì xin gái mà mẹ nó không quan tâm hả? Thằng nhỏ lớn ở với nội cơ mà. Kỳ vậy? Nó có thích mẹ với ba. Ồ. Đi màng cái đó là qua nhìn chút xíu rồi chạy vô cho nội cơ mà. Ồ. Bé xin gái quá trời luôn. Rồi con cho chú hỏi này, mẹ con đi đâu rồi? Mẹ đi đâu con? Mẹ bỏ. Mẹ bỏ hả? Gì? Mẹ bỏ đi đâu? Đi làm. Hả? Mẹ bỏ đi làm hả? Con muốn mẹ về với con không? Muốn hả? Để con nói sao? Nói to lên. Nó to là nói sao? Đứng nói sao nói to lên. Nói to lên. Con không muốn mẹ về với con không? Muốn hả? Nói to lên, mẹ ơi về con với con, mẹ đừng bỏ con. Nói to lên. Nói đi thôi. Mẹ về với con. Mẹ ơi với con. Muốn khóc luôn này. Tội nghiệp. Nhỏ xíu xíu đẹp gái này mà mẹ bỏ đi luôn. Trời ơi. Này coi chừng là mẹ này đi đẻ đứa nữa rồi. Đứa này hai đứa rồi, chắc là đi đẻ đứa nữa rồi. Thua luôn rồi. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em ở Bình Dương thì nhận thông tin này tìm con dâu cũng như em trai tìm vợ và bé gái tìm mẹ. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin này lên tất cả những trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin vợ và con dâu không? Đồng ý không? Đồng ý ha. Rồi cảm ơn đến cuộc chia sẻ của gia đình mình nhé. Chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe và thương lộ bình an. Hy vọng trong thời gian tới thì em sẽ có những niềm vui nhá, sẽ có cuộc sống mới em nhé. Mình đàn ông phải bản lĩnh nha. Đàn ông mà khóc lóc này hay đàn ông là quy luật quá là thất bại em ạ. Nhá. Mình không có vợ này, mình có vợ khác. Cũng như vợ mình không có chồng thì có chồng khác. Ok chưa? Nhá. Rồi cảm ơn em nhé. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo ạ.